phục cho hiện tượng ăn xong là thấy buồn ngủ của dân công sở một số chuyên gia đã đưa ra giả thuyết khác nhau lý giải cho hiện tượng ăn xong là thấy buồn ngủ một trong số đó là giả thuyết các loài động vật bao gồm cả con người đã tích hợp sẵn tín hiệu cảnh giác giúp họ tỉnh táo khi đói những tín hiệu này giúp họ định vị và thu nhận thức ăn khi con vật hoặc con người đã ăn nhiều những tín hiệu cảnh giác này sẽ tiêu tan và được thay thế bằng cảm giác mệt mỏi tuy nhiên một số các nhà khoa học khác lại đưa ra giả thuyết nghe thuyết phục hơn khi cho rằng Chính những thay đổi trong tuần hoàn máu của cơ thể con người là lý do tại sao việc ăn uống khiến một số người buồn ngủ. Theo tiến sĩ Tomonori Kishino, giáo sư khoa học sức khỏe tại Đại học Kyorin, Nhật Bản, hai bộ phận tiêu tốn nhiều năng lượng nhất trong cơ thể con người chính chính là não bộ và ruột. Sau khi ăn xong, năng lượng trong cơ thể con người sẽ được dồn xuống hệ tiêu hóa, do một khối lượng lớn máu được đẩy xuống dạ dày để co bóp, thúc đẩy quá trình tiêu hóa, số lượng máu lên não bộ và các cơ quan khác sẽ bị giảm đi. Đây là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng buồn ngủ. Mệt mỏi sau khi ăn no, cũng theo tiến sĩ Tomonori Kishino, triệu chứng mệt mỏi buồn ngủ sẽ nghiêm trọng hơn nếu chúng ta vừa ăn các món có nhiều chất ngọt và tinh bột, do thức ăn đi xuống ruột nhanh, nồng độ chất insulin cũng tăng lên cao, điều này khiến lượng đường trong máu bị hạ thấp, gây nên hiện tượng mệt mỏi và buồn ngủ. Bên cạnh đó, thức ăn ngọt và tinh bột cũng kích thích não sản xuất một lượng lớn chất dẫn truyền thần kinh có tên serotonin, thủ phạm chính khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.